Tiếp một cặp micro UHF ha, có tần số 770.85 MHz và 795.85 MHz ha. Đây, micro ha, chất liệu kim loại ha. Đầu màu vàng. Sử dụng mạch thu. Đây, mạch thu đây. 5 đến 9V. Rồi, phù hợp cho tất cả các mạch lô kéo ha. Ok, mình sẽ tiến hành test chất lượng của bộ mic này trên bộ mạch River Echo. Ok ha. Thì bộ mạch này đến hai ngõ micro luôn. Rồi, đầu tiên mình sẽ test qua về tai micro đầu tiên. Đây là tai micro 770. 1 2 4 5 6 5 6 7 8 9 10. Ok chưa? Tiếp tục mình test tai micro thứ hai. Đó là 795. 1 2 4 5 6 5 6 7 8 9 10. 5 6 6 9 9.